Dạ vâng. Okay, hello Hami. How are you today? Đi đâu ấy? I'm fine. Okay, very good. Nào, cũng chưa xong bài số 1 rồi đấy. Đúng không? Cũng chưa xong bài này rồi đúng không Hami? Vâng. Ok, tiếp theo mình lên với bài số 2 nhá. Bài số 2 rất là dễ thôi. Đấy chưa? Đây là mình ôn tập về phần đọc hiểu. Nhìn và đọc, sau đó là điền yes hoặc no. Con sẽ nhìn điền yes hoặc no, câu nào đúng, miêu tả đúng với bức tranh thì con sẽ Để điền lại. rồi mà. Làm rồi luôn đó hả? À, Vâng. bài này cô giáo cũ của con cho làm rồi đúng không? Ôi, tôi cứ cho làm linh tinh đấy nhỉ. Nào, tiếp tục làm cho cô này. Bài này là chọn câu trả lời đúng cho câu hỏi. Làm cho cô câu 1. Vâng. Làm nhanh câu 1 cho cô nào. See, how are you? Very well, thank you. Very good. Nào, tiếp tục làm cho cô những cái câu còn lại. Ok, nào, cô chữa bài. Câu số 2. So I carry your bag? Oh, yes, please. Đúng rồi. Where are you going? To the hospital. Chính xác. What is the matter with you? My leg hurts. Chính xác. My teacher is in hospital. Easy, I didn't know that. Chính xác. She's got a new baby. Câu này thì sai. Con lưu ý cho cô này. Ở đây này, cái phẩy S này nó không phải là I, không phải viết tắt của từ I mà nó viết tắt của từ has, H-A-S. Thế vậy khi mình thể hiện là cô ấy có à, thế vậy mình sẽ phải sử dụng mượn trợ động từ, và trợ động từ ở đây phải là từ has chứ không phải là từ is. Has got có nghĩa là có, và phẩy S là viết cắt tắt của từ has. Mi đã rõ chưa? Rồi. Được chưa nào? Nào, bây giờ thì mình sẽ thực hành cái cuộc hội thoại này nhá. Cô sẽ là Bill và con sẽ là Mrs. Green. Được chưa? Nào, bắt đầu. Okay, so hello Mrs. Green. Hello, Bill. How are you? Very well, thank Thank you. Âm thờ. Đặt you. lưỡi giữa hai răng. Thank you. Thank you. Thank you. So I carry your bag. Oh, yes, please. Where are you going? To the hospital. What's the matter with you? My leg hurts. My teacher is in the hospital. You see, I didn't know that. She's got a new baby. Oh, has she? Ok, hôm nay đọc có vẻ tiến bộ hơn đấy. Nào, tiếp tục này. Read the story. Choose a word from the box. Write the correct word next to numbers 1 to 5, to 6. There is one example. Đọc câu chuyện và sau đó chọn từ để điền vào chỗ trống. Bài này khá là dễ thôi. Con sẽ đọc và sau đó chọn từ phù hợp để điền thôi. Được chưa? Nào, trước khi làm thì đọc cho cô đã. Birthday. Birthday. Right. Right. Tiếp theo, đây là quá khứ của từ gì nhỉ? The Đúng rồi. Và từ này là quá khứ và từ này sẽ đọc là từ drew. Đọc cho cô. Drew. draw. Tiếp tục, Paris. Paris. Ok, từ này là quá khứ của từ gì? Cái từ tiếp theo ấy. Trốn at
quá khứ vô Hide. thứ. Chính Hide. xác, quá khứ vô thứ hide. Và khi mà chuyển sang quá khứ thì mình sẽ đọc nó là heat. Đọc cho cô, heat. Hit. Ok, nhớ nhá. Tiếp tục. Idea. Idea. Drove. Drove. Lick. Lake. Kangaroos. Kangaroos. Đúng rồi. Nào, bây giờ đọc và sau đó chọn từ điền đi. Làm đi con. Ba xong Ok, nào, câu chữa bài. Câu số 1, kangaroos, chính xác. Câu số 2, lick, paras, right, drove, true, chính xác, rất tốt. Ok, dạo này làm bài khá là tốt đấy. Nào, bây giờ thì mình sẽ đọc bài này nhá. Đợi cô một chút. Nào. On my last birthday, I went to Animal World. Animal World is a kind of zoo. I don't always like zoos because sometimes the animals aren't happy there. But Animal's World is different. There are big green fields for the kangaroos, which love to jump and eat grass. The hippos have a lake to swim in, and there are lots of trees for the parrots to fly in. There is a small farm with rabbits, goats, and chickens. There are horses for the children to ride in the part of Animal World, too. Children can learn a lot about the food that the animals like and the places they like to live in. My uncle drove me and my sister there in his car. I had a great day. When I got home, I drew a picture of a tiger. I love it. Anh nghe rõ cô đọc chưa? Rồi.
Nào, tiếp tục nhá. Nào, cô sẽ dịch bài này này. Vào sinh nhật năm ngoái của tôi thì tôi đã tới thế giới động vật. Thế giới động vật là một gọi là một cái vườn, tên của một cái vườn sở thú. Tôi không thích sở thú, tôi thường không thích, không phải lúc nào tôi cũng thích sở thú, bởi vì là đôi khi thì động vật ở đó không vui, nhưng mà ở thế giới động vật thì khác. Có những cái cánh đồng rất là xanh và rộng cho những cái loài chuột túi, những cái loài, những cái động, những con động vật mà thích nhảy và ăn cỏ. Hà Mã thì có cả một cái hồ để bơi và có rất là nhiều cây cho những con vẹt để bay. Có một cái trang trại nhỏ dành cho thỏ này, dê và gà. Có cả những con ngựa cho những cái đứa trẻ có thể cưỡi ở một cái khu của thế giới động vật nữa. Và bọn trẻ con thì có thể học được rất là nhiều về những cái loại đồ, những cái đồ ăn mà loài động vật, những cái loài động vật thích và những cái nơi mà chúng muốn sống. Chú của tôi thì đã đưa tôi và em của tôi tới đây trên chiếc xe của chú, trên chiếc xe ô tô của chú, và chúng tôi đã có được một ngày rất là vui vẻ, rất là tuyệt vời. Khi mà tôi trở về nhà thì tôi đã vẽ một bức tranh của về một con hổ và tôi rất là thích nó. Được chưa? Nào, đọc bài này cho cô. Mi On đọc my bài last con. birthday, I went to Animal World. Animal World is a kind of zoo. I don't always like zoo because sometimes the animals aren't happy Aren't, there. không phải But aren't nào. Animal Nào World dừng lại. is Dừng different. lại mi. Khi nào cô bảo dừng lại thì con dừng lại nhá. Cái từ này không phải là Con aren't. dừng mà. Cái từ này là aren't. Đọc lại cho cô. Aunt. Tiếp. Đọc tiếp đi con. There are big green fields for the kangaroo with love to jump and eat grass. The hippo have a lake to swim in and there are lots of trees for the parrots to fly in. There's a small farm with rabbits, goats, and chickens. There are houses for the children to ride in the park, a part of Animal World too. Children can learn a lot about the food that the animal like and the place they like to live in. My uncle drove me Drove. and mom drove me and my sister there in his car. I had a great day. When I got home, I drew a picture Drew. Nào vừa mới lưu ý of xong. Tiếp đi. drew a picture of a tiger. I love it. Lưu ý nhá, cách đọc những cái động từ bất quy tắc. Nào, tiếp tục chọn tiêu đề phù hợp cho câu chuyện. Nào, chọn đi. Day at Animal Day at Animal World. Rất tốt. Nào, tiếp theo đọc đoạn văn và sau đó là chọn từ để điền vào chỗ trống. Nào, trước tiên thì con sẽ làm. World. Cô ta làm Cô giáo cũ lại cho làm rồi. rồi. Ừ. Rồi, ôi, làm sao nhỉ? Sao cứ lấy bài linh tinh ấy nhỉ? Tất cả đây đều làm rồi. Vâng. À không, cái này chưa. Hả? Cái này, cái kia. Cái này làm rồi, cái bài này làm rồi. Nhưng mà cái bài, cái này cũng làm rồi. Cái Bài này này chưa làm. chưa làm đúng không? Bài điện tử chưa làm đúng không? Vâng. Nào, làm cho cô. Là khoanh hay là ghi vào không? Con khoanh được mà con nhìn được, khoanh cho nhanh.
Không biết. Ok, nào chưa bài nhá. Câu số 1, because chính xác. There, câu này sai. They always fly at night to find. Ô, câu này sai sai nhỉ? Chúng luôn luôn bay vào ban đêm để tìm thức ăn cho chúng chứ. Thức ăn cho chúng rồi lại thức ăn ở đó. Ô, phải là Không there nha. Câu số 3, C. Câu số 4, sai. Fruit bats only have. Only là một. Nghĩa only là chỉ, ở đây là chỉ có một con thôi. One chứ không phải là the. Only là chỉ một, only one. Câu số 5 là her, chính xác. Nào, đọc bài này nha. Many different kinds of bats live in the jungle. Most of them eat fruit or fish. You do not often see bats because in the day they sleep. They always fly at night to find their food. Many people think that bats cannot see, but fruit bats have very good eyes. They can find fruits on trees at night. Fruit bats only have one baby. The mother carries her baby for 8 weeks and then it learns to fly. Có những cái rất là nhiều những cái loài rơi khác nhau thì sống ở rừng. Hầu hết chúng thì ăn hoa quả hoặc ăn cá. Bạn sẽ không thường sẽ không nhìn thấy con rơi bởi vì là ban ngày thì chúng sẽ ngủ. Chúng sẽ thường bay vào buổi tối để kiếm ăn. Rất là nhiều người nghĩ rằng là rơi không thể nhìn thấy. Nhưng mà những con rơi mà ăn hoa quả ấy, thì có mắt rất là tinh. Chúng có thể tìm thấy hoa quả vào ban đêm, trên cây vào ban đêm. Những cái con loài rơi hoa quả thì chỉ có một con thôi. À, và cái mẹo của con rơi đấy nó sẽ mang em bé trong suốt 8 tuần và sau đó để giúp nó học cách bay, sau đó cái con rơi con nó sẽ học cách bay, được chưa? Đọc bài này cho cô. Many different kinds of bats live in the jungles. Most of them eat fruit or fish. You do not often see bats Often, because nhưng in mà the often. often see bats because in the day they sleep. They always fly at night to find their food. Many people think that bats cannot see, but fruit bats have very good eye. They can find fruit on trees at night. Fruit bats only have one baby. The mother carries her baby for 8 weeks. And then it learn to fly. Ok, được rồi. Vậy là con đã hoàn thành xong cái bài đọc hiểu rồi đấy. Tuy nhiên cô sẽ để cho con làm thêm một bài đọc hiểu nữa. Một cái bắt bài, một bài nhỏ thôi. Bởi vì là cái dạng đề đấy bị cô giáo cũ của con lấy mất. Không hiểu tại sao cô giáo cũ của con lại đảo giáo trình như thế. Cô cho làm bài đấy vào vào cái phần kiểm tra hay là phần bài tập về nhà? Học trên lớp rồi. Học trên lớp, sao học trên lớp lại không học bài mà lại học học nghĩa là bài trên lớp thì cô giáo con bỏ hay là làm bài khác hay là như thế nào Con chả biết. không biết à? Sao Cô nhỉ, cứ cho ăn được con học thôi. là nó sẽ không theo bài à, nghĩa là ví dụ như là cô dạy thì nó sẽ có bài lần lượt các bài như thế nhưng mà cô giáo con là sẽ tìm bài khác nhau để cho làm à? Con chỉ thấy cô chiều đúng một slide. Lại là ok thì được rồi. Nào, mình sẽ luyện tập cái dạng bài mà mình chưa được luyện tập nhá. Đó chính là dạng bài đọc đoạn văn và điền thông tin vào chỗ trống.
Nào, con làm cho cô câu, con đọc và làm cho cô câu 1, 2, 3. Được chưa? Vì đây là một bài khá là quan trọng. Nó khá là sát với bài thi trên lớp. Làm đi. Ok, chữ bài. Câu số 1. The two colors Tony's cup were yellow and blue. Every day, dirty. Chính xác. Rất tốt. Tiếp tục. Câu à, trước khi đọc đọc trước khi chuyển về đọc bài lại nhá. Đọc cái đoạn văn này đã. When Tony was 8, one of his presents were news cup. It's better than my new comics and computer games, he thought. It was yellow and blue, his favorite color. He wore it every day. After 4 weeks, ở đây nó viết sai chính tả đấy. 4 weeks, his father says, Tony, your scalp is very dirty now. You must wash it. Khi mà Tony 8 tuổi, một trong số những cái món quà anh ta được nhận đó chính là một chiếc khăn mới. Nó có vẻ tốt hơn là truyện tranh mới và trò chơi điện tử mới đấy. Anh ta nghĩ vậy. Nó màu vàng và màu xanh, hai màu sắc yêu thích của anh ta. Anh ta đeo nó mỗi ngày. Sau 4 tuần thì bố của anh ta nói, Tony, khăn của con bẩn quá, con phải giặt nó đi. Được chưa? Tiếp tục là cho cô câu 4, 5, 6 và 7. Bài này hình như con làm rồi cô. Và này lại làm rồi. Ừ. Cô nghĩ là không làm rồi được đâu, bởi vì cái phần này là phần TN, là cái phần kết thúc của cái giáo trình này, cái phần tổng hợp ôn tập, nên cô nghĩ là chưa 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 làm đâu. Không biết ở cuối con nhớ là hình như cậu ấy với mẹ cậu ấy làm giao với nhau ấy, À thế à, là để hình check như đổi nhá. khăn Để check khăn xem. bị dài gì. À chính xác. À không, nhưng mà không phải với mẹ. À ừ, nghĩa là cậu này nhầm với cái khăn của mẹ. Khăn của mẹ thì dài hơn. Bà này làm rồi. Cô giáo con lại. Nào thôi được rồi. Thôi được rồi. Mình sẽ chuyển sang phần nói đi. Thấy chưa? Nào trước khi chuyển sang phần nói thì thoát ra vào lại cho cô đã. Bài nào. Mỗi bài cho làm một tí.